tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng B số tự động quý vị bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda City Top. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, và chiếc xe này lăn bánh đúng 7.3 km bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là đồng hồ chuẩn, không tua, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn. Quý vị và các bạn có thể check hãng luôn quý vị và các bạn nhé. Lớp siêu cua còn mới tinh chưa hạ, chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc tất cả còn nguyên bản. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 399 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda City Top 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn, phần khung gầm, thân vỏ bên ngoài của chiếc xe, xem có đẹp hay không, chất lượng ra làm sao các bạn nhé. Đấy, tất cả là còn đẹp luôn các bạn ạ. Chiếc xe này là màu đỏ đun. Nhìn về cái phần sườn bên lái các bạn thấy đây ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Nước sơn zin còn rất là nhiều. Đấy, và nền cũng rất là mới và căng này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Đây là cái phần sườn bên lái. Và đây là cái phần sườn bên phụ các bạn nhé. Cũng đều nền rất căng luôn, rất đẹp luôn bạn ạ. Ba đời sốc trước đây các bạn xem này, đều mới luôn bạn nhé. Chiếc xe này thì tất cả là cụm đèn còn nguyên zin này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm, cũng như chưa có bị xước sát gì cả các bạn nhé. Cụm đèn rất là mới này, phiên bản top này thì xe cũng đã được trang bị kể cả đèn LED ban ngày rồi. Toàn bộ mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất đẹp luôn. Và nhìn về cái phần đầu này thì các bạn thấy đây ạ, chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ thêm nhé, chủ xe cũng đã độ thêm rất là nhiều thứ rồi. Phía bên dưới là cái cụm đèn gầm, đèn gầm là đèn bi rất là xịn luôn, chủ xe độ thêm nữa các bạn nhé. Những chiếc xe mà độ ở đèn gầm thì thoải mái luôn, còn đèn pha, đèn cốt bên trên này độ là đăng kiểm rất khó các bạn nhé. Cho nên là bây giờ là rất nhiều xe là chọn giải pháp chỉ độ đèn sáng là độ đèn gầm thôi, đèn gầm thì không bị kiểm tra. Đấy, rất là đẹp luôn. Gương chiếu hậu là gập điện này, chủ xe cũng thích dán cho nên là đằng trước cũng dán một ít và gương cũng dán một ít, gọi là dán giả carbon này. Đằng sau thì lắp thêm đuôi gió nhé, đuôi gió cũng dán giả carbon rồi. Những cái này thì rất đơn giản thôi, quý vị các bạn nào mà không thích về chỉ cần bóc ra là xong nhá, rất là đơn giản. Cái việc lắp này thì không lo lắm. Đấy, đèn nháy này, để chủ xe lắp thêm kể cả những cái đèn xi nhan này, đèn nháy này lắp thêm là độ thêm này. Gương cũng xi nhan trên gương này, cũng là độ thêm cái phần bên trong này các bạn nhé. Bên ngoài là xi nhan trên gương được trang bị sẵn rồi, bên trong là độ thêm. Và dán thêm, đây những cái này dán này bóc ra được này. Camera sườn, đấy, chủ xe đã độ thêm camera sườn rồi này. Camera sườn, hình như chiếc xe này là không phải độ camera 360 đâu, chỉ độ camera sườn thôi. Đấy, sườn bên phụ thôi các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Và ở cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố dành cho chiếc xe Honda City Top 2017 đấy các bạn ạ, cũng rất là khiêm tốn, chỉ 5,8 lít cho 100 km quãng đường kết hợp. Nếu như chạy trong đô thị 7,59 lít, nếu như ngoài đô thị chỉ 4,86 lít thôi các bạn nhé. Với dung tích là 1.5, động cơ là 1.5 này, phiên bản top rất tiết kiệm nhiên liệu bạn nhé. Trang bị khóa thông minh, đề nổ start top rồi. Toàn bộ về phần ngoại thất đều rất đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị các bạn cùng tôi xem qua về cái đoạn gầm. Tôi sẽ quay cho các bạn xem những cái phần gầm nhé. Đây, phần gầm của chiếc xe thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Đấy, nhưng mà tất cả là đều rất đẹp này, rất là mới các bạn nhé. Cũng không có bị xước sát và cũng không có bị rỉ sét gì đâu các bạn ạ. Gầm rất đẹp luôn này, ống bô này. Đấy, đều rất mới luôn quý vị các bạn nhé. Tôi quay cho bạn xem này. Đấy, phần gầm này, bô đều rất đẹp luôn này. Đấy, chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi. Của chiếc xe rất đẹp nhá. Chiếc xe này thì gầm nó hơi thấp một chút, nhưng mà tôi cũng sẽ cố gắng tôi quay cho quý vị bạn xem này. Đấy, phần gầm đều rất đẹp luôn nhá. Chiếc xe này thì chạy ở thành phố cho nên là không có bị xước sát gầm hay là cũng không có bị rỉ sét gì đâu các bạn ạ. Đấy, gầm rất đẹp rồi.
Tiếp theo thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất cũng như là về phần keo chỉ táp bi cánh cửa bên trong. Đấy, keo chỉ cánh cửa trước bên lái đây, keo chỉ nguyên zin này, táp bi cánh cửa cũng rất mới, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô đều rất đẹp nha. Vô lăng cần số này đều rất đẹp luôn. Đấy, chiếc xe này thì không có chạy dịch vụ gì cả cho nên là người ta không hay lắp không hay dán trần, cũng không hay bọc trần. Đấy, trần nỉ nguyên và rất sạch đấy ạ. Nội thất da cao cấp nguyên bản theo xe còn nguyên đấy các bạn nhé. Đấy, và trải sàn 5D rất là đẹp luôn. Đây là cái phần cái tem của nhà sản xuất các bạn này. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 và sản xuất tại Honda Việt Nam. Đấy, tem nhà sản xuất nhá. Phiên bản top thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ rồi. Ví dụ như là gương chiếu hậu gập điện này, cảm biến lùi này, đây là cảm biến nguyên bản của xe nhé. Đây, chế độ tiết kiệm nhiên liệu này, rất là đẹp luôn. Và tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị bạn cùng xem. Cũng giống như vậy thôi, keo chỉ là nguyên zin này, keo chỉ nguyên zin. Táp bi cánh cửa thì rất đẹp đây, toàn bộ từ táp bi đến phần nội thất hàng ghế đằng sau, hàng ghế ngồi phía sau đều rất đẹp luôn bạn nhé. Trải sàn này, trải sàn 5D rất xịn và lịch sự này. Đấy, chiếc xe này là màu đỏ cho nên là chủ xe đã chọn cách phối màu đỏ đen giữa cái thảm này. Nhìn cái không gian bên trong rất là lịch sự và sang trọng các bạn nhé. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi. Phần nỉ trần cũng còn rất là mới đây các bạn này. Đấy, tất cả đều rất đẹp nhé. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để tôi sẽ cho quý vị các bạn thấy được là đồng hồ công tơ mét này. Tôi sẽ bật cái điện lên cho bạn xem nhé. Đấy, cái nút start top này là chủ xe cũng rất là cẩn thận này, bọc luôn này. Đấy, bọc cái nút start top này. Bên trong cái nút này nó còn mới tinh luôn này, chưa bị xước sát gì cả. Đấy, chủ xe rất cẩn thận đã bọc lại rồi. Đồng hồ công tơ mét đây các bạn này, chúng tôi cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ chuẩn 7.3 các bạn nhé. 7.3 full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, kiểm soát hành trình, cruise control hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, phiên bản top là phiên bản đầy đủ nhất nhá, có vô lăng bọc da chứ phiên bản thường là vô lăng không bọc da đâu. Và tất cả đều rất là mới đây, từ những cái phần nỉ trần, những phần nắm tay này, nhựa này đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn nhá. Đấy, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Và chiếc xe này thì chủ xe rất là cẩn thận các bạn ạ. Chủ xe cũng đã phủ táp lô này, có tấm thảm phủ táp lô này, cho nên là bây giờ bỏ cái tấm phủ táp lô này ra thì cái táp lô nó rất là mới luôn bạn nhá. Đây tôi sẽ mở lên cho các bạn xem này. Phủ táp lô này, bên dưới này rất mới luôn. Đấy, chủ xe rất cẩn thận nhá. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua được những chiếc xe của những chủ xe mà cẩn thận thì cũng rất là tốt các bạn nhá. Xe thì chất lượng tốt rồi. Xe cũng đã được trang bị sẵn là màn hình. Đấy, màn hình này cũng có đa chức năng luôn các bạn nhá. Cái điều hòa tự động này. Đấy, rất đẹp luôn, toàn bộ từ vô lăng, cần số, tay phanh đều rất đẹp luôn các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ thì tôi lại tiếp tục ra ngoài. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái phần bên ngoài của chiếc xe các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem nhé. Cốp sau này, toàn bộ từ ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau này. Đấy, ốc cốp sau đến keo chỉ cốp sau còn nguyên zin hết luôn này. Đấy, keo chỉ ốc này đều nguyên luôn các bạn nhé. Cái cốp sau này rất đẹp luôn, những cái phần nỉ này đều rất đẹp. Thì đằng sau này gần như là ít khi để đồ, chủ xe ít để đồ cho nên là cái nỉ nó mới đẹp như vậy đấy ạ. Phần nỉ bên trong này các bạn xem đấy ạ, nỉ rất mới luôn, không có bị xước sát gì cả này. Đấy, những chiếc xe nào mà chạy dịch vụ hoặc những chiếc xe nào mà chủ xe hay để đồ nhiều ấy thì là cái nỉ nó rất nát. Đấy, chiếc xe này là còn nguyên zin này, và cả những cái đồ gì của chủ xe này tôi còn chưa dọn vứt hết ra đấy. Đấy, và những cái đồ gì của chủ xe này, phía bên dưới là lốp sơ cua các bạn nhá. Đây, chủ xe cũng đã trải cái tấm da này, cái tấm bằng nhựa này, tấm nhựa này để chống bẩn cho cái cốp, cho nên là cái tấm bên nỉ bên dưới này còn mới tinh. Nỉ dưới còn mới tinh luôn bạn nhé. Lốp sơ cua cũng mới tinh chưa hạ này, còn nguyên vạch sơn các bạn này. Đấy, lốp sơ cua còn nguyên vạch sơn, mới tinh chưa hạ luôn bạn nhé. Kích cũng mới chưa dùng này, lốp chưa hạ thì kích chưa dùng là điều đương nhiên rồi. Về cái phần khoang cúp sau bạn xem đây ạ, rất đẹp luôn, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả nhé. Ở cái khoang cúp sau này, bên dưới này là đều mới tinh luôn quý vị và các bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây là cái phần keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này. Đấy, tất cả là còn nguyên zin và đều rất đẹp nhé. Từ cái bậc cửa đổ vào nhìn cũng không có bị xước sát gì cả này, rất đẹp luôn. Một chiếc xe rất là mới nhé, mới đều xe. Khoang nội thất đằng sau này các bạn xem đây, toàn bộ từ những cái ghế da này đều rất là mới nhé. Da này là da nguyên zin của xe, chưa thay đâu bạn ạ. Tất cả là còn nguyên zin và đều rất đẹp luôn bạn nhé. Tiếp theo tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước
Biên phụ cho quý vị bạn cùng xem là cũng bấm tay để mở cửa này. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa rồi bạn nhé. Keo chỉ là còn nguyên zin này. Đấy, tất cả keo chỉ là đều nguyên zin luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị bạn là nguyên zin này. Táp bi cánh cửa thì rất đẹp, toàn bộ từ táp bi cho đến táp lô. Đấy, táp lô thì đây các bạn xem. Vô lăng, cần số tay phanh các bạn xem đây ạ. Đều rất là mới luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, đến những cái phần nỉ trần nhựa trên trần này đều rất đẹp luôn bạn nhé. Một chiếc xe phải nói là đẹp và đều. Hàng ghế trước này, ghế bên phụ này còn da còn căng đét, chưa có bị nhăn nhàu gì cả này. Đấy, bậc cửa này chưa có bị xước sát gì cả, rất sạch luôn. Đến cái thảm này cũng còn rất là mới luôn các bạn nhé. Chủ xe phải nói là rất là cẩn thận này, giữ gìn, cho nên là chiếc xe nó mới đẹp và đều như này các bạn nhé. Honda cũng đã trang bị cho chiếc City Top 2017 này là một cái khối động cơ xăng iVTEC kết hợp với hộp số CVT các bạn nhé. Đấy, hay còn gọi là hộp số tự động đấy ạ, không phải là vào số trước gì cả các bạn nhé. Và ở cái động cơ này thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp đi rồi, nhưng động cơ rất là mới vì lăn bánh có 7.3 km thôi các bạn nhé. Cam kết với quý vị và các bạn là cái đồng hồ chuẩn, cho nên là nó đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Một chiếc xe 2017 bản top đều rất đẹp như này đây. Tất cả những con ốc ở trong khoang động cơ này là còn nguyên zin này. Đấy, ốc nguyên zin từ ốc chân máy này. Đây là cái ốc chân máy đây các bạn này. Ốc chân máy này cho đến ốc mặt máy, tất cả là đều nguyên zin luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước gì cả này. Động cơ nguyên zin rồi. Ốc cabo cũng nguyên zin này. Keo chỉ cabo nguyên zin luôn bạn nhé. Đấy, tất cả là đều nguyên zin và đẹp như này đây. Nguyên zin hết này. Đấy, nguyên zin luôn từ ốc cabo, ốc chân cabo cho đến những cái ốc tai đều nguyên zin, và cái dàn đầu đằng trước này đều nguyên zin hết luôn bạn nhé. Cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản, máy móc và tất cả là còn nguyên bản đấy. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda City phiên bản top, sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, một chủ từ đầu, lăn bánh đúng 7.3 km, cam kết với quý vị các bạn là đồng hồ Odor chuẩn zin không tua, full lịch sử bảo hành bảo dưỡng tại hãng. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 399 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda City Top 2017 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.